cặp bồ với ai? Mày nói không? Mày nói không? Mày làm gì mày cướp chồng chị tao hả? Bỏ đây ra. Nếu mày ngăn cản nó nhá, nhìn mày đừng lỡ mắt mày lắm rồi. Mẹ em chó này. Cứ tự điếu thì mày đến hai hôm mày dám cướp chồng chị tao như thế à? Mày có khai không? Hả? Chị cứ từ từ để em nói. Nói nhanh đi. Sao mày không công ngày đấy? Đéo từ từ đâu. Hả? Mày và cô không? Có, em đến chỉ trong 1 tháng rồi. 1 tháng rồi. Mày kêu mày xuống đây mày học viên mà. Con mất dạy này hả? Con mất dạy này. Chị làm gì mày? Cái chị quá đáng rồi thôi. Quá đáng mày, mày cướp chồng người ta con giáp thù với mẹ không? Quá đáng đéo gì. Mày biết chồng tao à? Cái lên nói bảo người nhá thì mọi người cũng biết là mình một mình là 1, 2, 3, 4, 5 đứa. Cái thằng này là rất là ghét cái con mặt linh kia rồi. Mà nó thì đợi mãi thì hôm nay anh Chiến mới kiểu đi về quê ấy, để lấy đồ ít đồ nữa ấy. Thì kiểu mình cũng cay con kia đó mày, tại vì nó mà anh Chiến mới đánh mình nên mình bực nên là Thảo cũng kiểu Thảo mày cứ ngừng ngừng nó làm gì vậy. Thảo cứ nhiều là mình đẩy mình làm trận luôn. Ngừng thì anh Chiến lại đuổi em ra ngoài chứ làm sao đó. Bây giờ chị bảo này, bây giờ anh Chiến đang trong nhà, bây giờ nó ở trên kia đang buồn nghĩa lý chị Thư. Chị Thư lên cho ông thì xong rồi em chả bảo em bốc cái nào, anh Chiến của nó đi đâu rồi, xong rồi bốn đứa úp nó, còn nó xem nó nói nào rồi. Sợ đi mà sợ, mày sợ cái gì nhỉ? Không phải sợ đâu, con mẹ đi đâu, đang đem bảo mẹ thì phải sợ đâu. Con mẹ, con ăn. Bố nó đi thôi, mẹ mày đi cả luôn, nó sợ. Chị Trông, em thấy anh Chiến gọi mày làm kia là có gì đấy. Chị Trông đâu? Mày cứ bên đường để chị đưa mày đi. Ở đây chị Trông nha. Ừ. Để em đưa đi. Anh Chiến đang gọi mày ở đấy. Tao không biết đâu. Ở đâu chị? Ở ngoài kia, tao đưa mày đi. Mày cứ bên đường đi, chị ta đưa mày đi. Đây chị em. Bỏ ra em tự đi được mà. Mày cứ đi đi, bắt chị bắt trong số đâu. Ngoài này, bắt trong số ngoài này. Này, xong giống mày này xong cắt mày đi. Mày có lòng chị tao hả? Mày có lòng chị tao hả? Mày làm sao? Má, nói chuyện nó hả? Trời ơi, chị làm gì tiền có bức mày lắm rồi nhá. Mày đứng đây mày ăn quá đáng rồi. Mày đứng im đây đấy. Mày đứng im đây tao hỏi mày. Sáu bắt trong số gì ở đây cả? Mày xuống đây tao có việc gì? Em xuống là học viên rồi. Học viên gì mà mày đứng ở đấy à? Đúng đỡ gì em chẳng đúng đỡ gì cả. Thôi Thảo hỏi. Sao? Tao hỏi đi, không phải sợ. Mày đó. Sợ nó gì nhỉ? Không phải sợ nó, có bắt em đấy bảo vệ. Sợ cái gì, nói hỏi hắn thôi. Bây giờ chồng mày đấy. Mày cặp bồ với anh Chiến phải không? Em không cặp bồ. Mày nói hắn thôi. Mày khai nhanh bao tha không này, mà không khai tao bảo có bồ mày. Em không cặp bồ. Thế mày bồ thì xuống đây làm gì? Em xuống đấy học. Thật là học không? Học hả? Mày đến 2 hôm mà mày đã ăn mà tao ở đây học cái gì? Chúng mày cặp kè nhau phải không? Em chẳng cặp kè. Chẳng cặp kè gì mà xuống đây học viên gì mà chả thấy học gì, chả thấy cắt ghép cái gì mà xuống ngay xuống đây đi theo anh Chiến là nào. Còn ăn không ngồi rồi chứ. Mày chả biết được giúp cái gì à? Nấu cơm chỉ việc ra ăn thôi à? Mày cặp bồ với ai? Mày nói không? Mày nói không? Mày làm gì mày cướp chồng chị tao hả? Bỏ đây ra. Nếu mày ngăn cản nó nhá, nhìn mày đừng lỡ mắt mày lắm rồi. Mẹ em chó này. Chị cứ phải từ từ thế nào? Cứ từ điếu thì mày đến hai hôm mày dám cướp chồng chị tao như thế à? Mày có khai không? Hả? Chị cứ từ từ rồi em nói. Nói nhanh đi. Sao mày không công ngày đấy? Đéo từ từ đâu. Hả? Mày và cô không? Có, em đi anh Chiến trong 1 tháng rồi. 1 tháng rồi. Mày kêu mày xuống đây mày học viên mà. Con mất dạy này hả? Con mất dạy này. Chị làm gì vậy? Cái chị quá đáng rồi. Quá đáng mày. Mày cướp chồng người ta con giáp thù với mẹ không? Quá đáng đéo gì. Mày biết chồng tao à? Cướp chồng tao. Cướp chồng tao. Mày cướp chồng tao không? Cướp chồng tao không? Mày phải ra tỉnh người ta lại. Cướp em mãi mới phá cho người ta. Mày xuống đây mày cặp kè mày bảo học viện đấy à? Từ nay mày cốt gì cho khác gì không? Mày biết là gia đình có chồng có con không? Biết có vợ có chồng mà mày bây giờ mày có một xe nào là nào? Nhục của tôi. Mày đợi đến lúc người ta nhà người ta cãi nhau xong bắt đầu đến để phá cho nhà hết cũng là gì người ta. Ý về mày cắt đồ mày đi luôn cho tao. Mày biết bây giờ anh chỉ có vợ có con này không? Ai chấp nhận được cái cảnh như thế? Các chị đừng có quá, em đến bảo anh Chiến ơi. Mày bảo không? Quá đéo rồi mà tao chưa được. Xếp vào mặt mày thì thôi nhá. Tao lột quần áo mày ở đây giờ lại. Mày ai? Nó cặp 1 tháng rồi chứ không phải là 1-2 ngày đâu. Thảo ạ.
nó cặp theo cặp trước lúc mày đi theo thằng kia kìa. Chẳng có đợi thời cơ xong là mày ấy đến thằng nó phát là nó nhảy vào luôn. Có phải rồi tao theo gì mày đã theo nó rồi phải không? Hả? Mày nói em nào? Mày gài bọn nó bây giờ mày mới cặp nó được không? Hả? Tao bảo rồi, mày quấn gói đi ra chỗ khác đi. Gọi mày ấy, mày xem mà người thứ ba mày xem tốt đẹp được không? Mày có tốt đẹp gì không? Mày nói tao. Mày cẩn thận đấy, tao phải tập mấy anh kia đây. Mày mà đứng lại đây, mày đợi mày đứng lại đây, đi này. Rồi đấy. Sao? Mày sao? Mày nó mày kiến đấy. Mày đi về mày nhà mẹ thôi để đấm tao giận lắm rồi. Đi về nhà đi. Xong rồi đuổi nó ra, xong kêu là bảo anh Chiến là nó có người yêu đến đó rồi. Cái gái gì thế này mà mẹ em này láo thật. Đóng mẹ cửa rồi sao ấy? Mẹ đóng cửa rồi. Mày đánh 10.